Tranh gỗ Minh Châu xin giới thiệu tấm chữ tâm hàng VIP tới quý khách hàng. Với kích thước là 1m92 x 88 và dày 5 phân, chúng tôi chỉ đục đi có 2 phân và còn nền 3 phân. Tấm tranh này nặng 65kg. Tường nhà ai mà yếu treo vào thì đảm bảo sẽ rơi vỡ tivi. Chúng tôi làm một chất liệu gỗ hư huyết được nhập khẩu từ Nam Phi. Chất gỗ rất đanh và rắn, độ bền thì vĩnh cửu. Các nghệ nhân dát vàng của chúng tôi đã cầu kỳ bao nhiêu ngày đêm để dát vàng lên rất là mịn màng và cực kỳ kỹ lưỡng. Đảm bảo với quý khách là chúng tôi đã có những cái biện pháp để làm cho cái vàng ý này của chúng tôi không bao giờ mất màu. Cam kết với quý khách là bền mãi mãi với thời gian. Cực kỳ bền, cực kỳ đẹp. Màu sẽ giữ nguyên như này mãi mãi với thời gian. Với cái dáng chữ tâm chảy chốt và mượt mà như này thì cái mẫu này chỉ có trên gỗ Minh Châu mới có, còn các cơ sở khác thì đảm bảo với quý khách là chỉ là nhái. Họ dựng lên không bao giờ mượt mà và được có chiều sâu như là chữ tâm này. Và lưu ý quý khách là nhiều người đọc chữ tâm độc tự thế mà hay người ta không hiểu chữ độc là gì. Tôi giải thích luôn, đây chữ độc này ý nghĩa của nó là một mình, và đây là chữ nghĩa Hán Việt, phải người biết chơi chữ thì mới hiểu được cái chữ này. Nhiều người không hiểu, cứ không hiểu chữ độc là cái gì. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại hơn thua bởi chữ này. Tuổi trẻ gắng gìn già cố giữ, cuộc đời gánh chọn cả vào đây. Và câu kết ở dưới là có tu tâm thì mới tu được nghiệp, tâm có sáng thì nghiệp mới thành. Với tấm chữ này vừa đẹp mà vừa mang rất nhiều ý nghĩa, chỉ có những người có tâm thì mới hiểu được. Chúng tôi đã làm rất là kỳ công tỉ mỉ và kiểm soát rất là chặt chẽ từ khâu chọn gỗ cho đến khâu hoàn thiện để làm nên một bức tranh cực kỳ là giá trị. Và chúng tôi cũng hoàn thiện CPU không màu, màu gỗ thanh đỏ vàng tự nhiên và vân gỗ nổi rất rõ rệt. Từ những vân mờ nhất chúng tôi cũng phải hoàn thiện làm sao để nó rõ nổi hết cỡ lên. Khách muốn sở hữu những tấm tranh giá trị như thế này, xin mời liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975940966, qua Zalo, Viber, WeChat, rồi Mocha, rồi đủ tất cả mọi thứ. Qua số điện thoại này chúng tôi đều liên hệ hết. Tôi giữ máy ở góc độ này thật lâu để cho quý khách chiêm ngưỡng kỹ. Tranh này chúng tôi cam kết với quý khách là đẹp không tì vết. Từ khâu chọn lựa gỗ tới khâu đục chạm và cuối cùng là khâu dát vàng và khâu hoàn thiện PU đều được chúng tôi kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975940966 hoặc về trực tiếp tại xưởng sản xuất của tranh gỗ Minh Châu tại làng nghề mộc truyền thống Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội.
xin kính chào tạm biệt quý khách.